Mọi người khuya hôm nay thì lên toàn Panasonic thôi mọi người. Mình giới thiệu đến mọi người con Panasonic siêu nhỏ. Đây là lưỡi 6 là 14 inch nè, xong rồi 12.1 inch của ES6, SS5, SV7, SV8 rồi là nó một size như vậy là 12.1 inch, và đây là RZ6 là nó chỉ có 10 inch thôi. Bản gập cảm ứng ha. Và nó rất là nhỏ nhẹ. Thực sự thì mình thấy là mọi kênh người ta cũng hay view cái này, là người ta kêu là bản nhẹ nhất thế giới. Nhưng mà mình sửa lại chút đó là cái này là không phải là nhẹ nhất thế giới, mặc dù nó chỉ có 7 lạng rưỡi. Nó gần 8 lạng đi, 7 lạng rưỡi, nhưng mà bởi vì nó có 10 inch thôi. Nếu như khi nào mà nó 7 lạng, lạng rưỡi, 8 lạng á, mà nó là 13, 14 inch á, thì lúc đó mới là cái vấn đề dễ nhất ha. Nên cái con máy này thì mình thấy nó bình thường, không phải là loại nhẹ nhất. Nhưng mà 10 inch để nó gọn tiện á, thì mọi người tham khảo ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái con máy này. Rồi đây mọi người, cái này á, là tấm dán phím quốc tế, cũng đúng của cái dòng này luôn ha. Nó nhỏ mọi người. Đây là cái dòng lớn mà bình thường mình hay tặng mọi người. Mỗi mẫu sẽ có mỗi cái tấm dán phím quốc tế riêng, nhỏ như thế này cho cái con này. Con máy này thì mình đánh giá là nó còn khá là đẹp, bởi vì cái con này á, là nó sau cái này thì tối hôm nay thì mình chỉ có một con này thôi, nhưng mà những cái đợt sau sẽ về vài vài mẫu như thế này. Thì mình thấy khách cũng hay hỏi cái dòng nhỏ nhỏ này gập cảm ứng 360 độ đây nha mọi người. Nó rất là nhỏ luôn, nhỏ xíu. Máy á, thì kèm sạc dinh của nó là đây nha. Mỗi máy sẽ đi đúng với sạc đúng dinh ha. Đây cái dòng quân đội nhẹ nhỏ có 10 inch là rất là nhỏ nha mọi người. Chắc quay lên thì mọi người nhìn như những cái laptop mà bình thường view, nhưng mà không đúng đâu, nó rất là nhỏ luôn. Đây, và mình sẽ mà quan trọng là cái con này là màn hình full HD, nhưng màn hình rất là đẹp mọi người, không có bị lỗi làm gì hết trơn nha, không có bị phản quang. Nói chung là tùy vào độ xấu độ đẹp thì sẽ có cái mức giá khác nhau, nó trên nhau một vài triệu là bình thường. Cho nên là mọi người phải xem video coi thử tình trạng máy nó như thế nào cái đã ha. Cái con máy này là i5 nè, thế hệ 7. Cái 7i này là chính là chip tiết kiệm năng lượng, nó hay nằm ở trong cái dòng 2 in 1 đó mọi người. Đây ha, của cái dòng Pana nó vẫn là i5 thế hệ 7 đó. RAM 8GB và SSD là 256GB. Đây ha, 256GB. Màn hình nó thì cảm ứng full HD 1920 x 1200, màn là tuyệt đẹp nha, không có lỗi làm gì. Nói chung là cũng tùy cái con này là cái con mà màn rất là đẹp, không có lỗi. Một số máy á, thì nó sẽ có phản quang, nhưng mà cái đó thì sau này sẽ có, khi mà có nhiều rồi thì có con này con kia á, mọi người, thì sẽ có cái mức giá khác nhau. Còn đây là mình báo cho mọi người cái con máy là mình thấy là đẹp, hoàn hảo, không có bị phản quang nè, rồi máy là tương đối sạch đẹp, không có bị mòn trầy xước, và thêm nữa là pin nó trên 3 giờ nha. Tại vì nó nhỏ cho nên pin nó nhỏ mọi người. Thường thường á, thì loại trước thì nó chỉ gần 3 giờ, con này trên 3 giờ đó, pin rất là ok, pin dường như 100% luôn. Cái vỏ ở ngoài như vậy là tương đối đẹp á, nó có vết hơi mòn nhẹ nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Một số chỗ nó hơi mòn nhẹ nhẹ, nhưng mà nó nhìn như thế này nó cũng tương đối sạch đẹp. Các ngõ kết nối, ngõ sạc này, HDMI, mạng LAN, USB, nhỏ xíu nhưng mà đầy đủ nha mọi người. Có màn hình rồi tùm lum tà la nữa nè. Đó. Ha, gập cảm ứng 10 10.1 inch, 10 inch đó mọi người. Đây, dành cho ai mà thích cái con nhỏ xíu xìu xiu như thế này. Và mình báo giá mọi người cái con máy RZ6 này, giá của nó là máy đẹp, pin dường như 100% và màn hình là đẹp, không có phản quang, giá 4 triệu. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. Máy được tặng kèm sạc và tặng tấm dán phím quốc tế đúng khuôn của cái dòng này luôn, đúng khuôn nó luôn mọi người, dán vào rất là đẹp. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. Khuya hôm nay chúc mọi người ngủ ngon. Làm nhiều video về Pana, nhưng mà tại vì là sẵn đâu thì làm đó, vẫn còn thiếu mọi người, vẫn còn thiếu một cái mã nữa là chính là cái mã tháo rời. Nhưng mà chắc là hẹn mọi người vài hôm nữa thì mình cũng ráng mình lên, mình kêu là mình sẽ lên hết nguyên một dãy toàn các mã Pana luôn, mà đây là vẫn còn thiếu một mã là tháo rời nữa nha mọi người. Ok, mình tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.